Rồi, chào mọi người. Hôm nay về hàng mấy cái vòi nước thì tôi làm review cho mọi người xem ha. Thì đây là cái vòi nước cửa hàng tôi vừa về. Thì cái vòi nước này nó được thiết kế là dùng để gắn vô những cái máy mài hoặc máy cắt này để có ống nước chúng ta câu từ trên bình chảy xuống để làm mát lưỡi ha. Chức năng nó là vậy. Nhưng mà cái vòi nước này có điểm đặc biệt ở chỗ là nó được thiết kế là bằng sắt. À, tất cả đều là sắt mạ, bằng thép, thép mạ si hết, rất là sáng bóng, rất là chắc. Thì cái những cái thằng cái kẹp này nè, cái này cái kẹp này nó làm bằng thép dày vậy nha, nó làm bằng thép dày, hay được mạ rất là bóng. Ở trên đây nó có cái vòi nước, ở trên đây cái núm này á, cái núm này dùng để tăng giảm cái dòng nước thôi, nha, nó không có khóa nha, này chỉ là tăng giảm cái dòng nước của mình đó, đó. Thì cái vòi này nó có cái ưu điểm hơn cái vòi nhựa đó. Vòi này ưu điểm là rất là bền, cực kỳ bền. À, chỉ mất thôi, chứ không mất là chúng ta xài hoài vậy đó. Còn cái vòi bằng nhựa đó thì nó sẽ gãy. Để tôi cho mọi người xem cái vòi bằng nhựa nha. Đây là cái vòi bằng nhựa. Thông thường những cái vòi bằng nhựa này em ta xài không có bao lâu nó sẽ gãy. Một là gãy cái bát này, hai là gãy cái vòi này. Nên cái vòi này không có bền, sang thời gian là nó sẽ gãy thôi. À. Thì bây giờ bên cửa hàng tôi về những cái vòi giống vậy đã được đa dụng luôn, có thể sử dụng cho cái máy mài cầm tay này hoặc là máy cắt đá này. À. Đó. Thì nó có một bộ nó gồm ống nước sẵn, ống nước này khoảng gần 2 mét ha. Thì chúng ta câu cái bình nằm ở trên đó là nó chảy xuống cái vòi này. Vòi này có cái ưu điểm là ta có thể xoay qua xoay lại được, chỉnh cái vòi nè, xoay qua xoay tới xoay lui được ha. À, đó ta xoay khi mà gắn vào ta có thể xoay cái vòi này vô ngay cái lưỡi nó phù hợp. Giờ tôi thử cho người xem ha. Hay trước tiên về cái máy này trước. À, nhận ra nha. Đây cái máy này thì nó phải kẹp từ cái bếp này kẹp lên ha. À, kẹp như bếp này đó, kẹp như đây thì nó siết lại thôi. À, xiết lại đó thì cái vòi này đang chạy nè, thì nó tưới vậy cho vô lưỡi ha. À, có xoay tới xoay lui nó, cái vòi này nó sẽ quay trở lại được đó, xoay vô cái lưỡi. Hoặc là chúng ta không thích kẹp đây thì chúng ta kẹp trên đầu đây cũng được ha. À, đó kẹp trên đầu này xiết lại rồi cứng rồi đó. À, đó thì chúng ta kẹp nè, vòi nước này nó xịt vô đây, thấy chưa, đó vòi nước này xịt vô lưỡi ha. À, cho lưỡi và chúng ta tránh sử dụng cho nó làm mát lưỡi thôi. Đó. Thì hôm nay chúng ta có cái kẹp bất kỳ, tùy theo điều kiện chỗ mà chúng ta cần kẹp thôi. Không kẹp ở đây thì chúng ta kẹp xuống mép này cũng được. Ha. Đó, kẹp cho cái này đưa sát cho, siết lại thôi. Đó. Kẹp chỗ nào mà chúng ta cảm thấy thuận tiện, ha. Đây xịt vô đây. Đó, cảm thấy chúng ta thuận tiện trong quá trình sử dụng. Thì hiện tại những cái máy này á, là nó chưa có cái sản xuất ra cái vòi bằng đó. Cái vòi bằng nhựa, cái vòi này thì sử dụng cho những cái máy này thôi, cái dòng này thì nó chưa có. Thì chúng ta mua cái vòi này gắn như này là rất là phù hợp luôn ha mọi người ha. Đó, và cực kỳ bền. Rồi cái hông chúng ta dùng cái máy này thì chúng ta kẹp bên hông bên đây. Không thường cái máy này chúng ta kẹp cái gốc bên đây ha. Xả ra hết, kẹp vô đó. Rồi rất là đẹp nè, vòi nước nè, nha, vòi nè, đó, quay qua quay lại theo vị trí chúng ta, không kẹp ở đây thì chúng ta có thể gỡ ra, hàng mới nó hơi mót, kẹp trên đây, siết lại, đó nha, kẹp trên đây chúng ta xài, à, nó rất là tiện ha, đó, rất là tiện. Thì cái vòi này chúng ta sẽ kỳ bền, xài không có hư đâu, trừ khi mất thôi. Nó thấy cái là bằng thép rất là dày. Và những cái này nó có ống trong đây nè, nó quay lại. À. Rồi thì cái vòi này cửa hàng ta đang bán là 180.000 cái, chưa gồm phí ship nha mọi người. Thì mọi người có nhu cầu thì hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại trên màn hình ha. Thì tôi sẽ giới thiệu thêm thì cái máy này của hãng Total ha, giá 900.000, 1.400W nha. Còn cái máy mài này cũng vậy, của hãng Total, giá là 600.000 một cái, 800W ha. Rồi, mọi người có nhu cầu liên hệ với tôi nha. Cảm ơn mọi người. Rồi, xin chào.